Nghiên cứu lại cái phần slide. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần lab. Buổi hôm nay của chúng ta là buổi 2 rồi. Chúng ta tạo ra một cái project mới. Các bạn để là lab 1 cho nó dễ quản trị trong cái dự án của mình. Rồi chúng ta làm cái workflow cho riêng cái môn Java 4 rồi. Thì đến lúc mà chúng ta tạo dự án, chúng ta để lab 1 thôi là nó cũng dễ hiểu. Còn không thì chúng ta tạo thêm một cái folder là Java 4 để chúng ta làm. Các bạn tạo cho thầy new một cái project là Dynamic Web. Nếu như các bạn mới lần đầu thì các bạn chọn order, các bạn chọn vô đây web, và khi mà các bạn thấy nó là Dynamic Web Project thì các bạn tạo ra giúp thầy. Trong này project name các bạn để lab 1, chọn cái server tam kết của các bạn, cấu hình server tam kết phần đầu chúng ta xem lại, net, hoặc là các bạn chọn finish để các bạn kết thúc cái việc tạo project mới. Thầy sẽ đóng các cái file này lại. Rồi project mới của chúng ta ở đây là lab 1, trong này không có một cái file code nào ở đây cả. Thì chúng ta sẽ vô đây, chúng ta chọn new một class và chúng ta gõ vô cái class này trong bài lab người ta đang hướng dẫn các bạn là poly, chỗ này là com.poly.servlet, trong là package, còn dưới này là hello servlet. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ là hello servlet, và trên này package chúng ta chọn là com.poly.servlet. Đó, đó là cái cách chúng ta đặt tên cho package và đặt tên cho class của chúng ta. Sau khi mà chúng ta tạo được cái class này rồi thì các bạn sẽ kế thừa cái http servlet, và chúng ta sẽ tạo override một phương thức là doGet. Khi các bạn override phương thức thì tự động nó import thêm những cái class phụ vào. Chúng ta sẽ viết chỗ này, chúng ta sử dụng một cái phương thức, các bạn chọn respawn ha, chỗ này thì chúng ta chọn respawn, chúng ta chọn get right, chúng ta bấm là print line, và trong đoạn này chúng ta sẽ đưa vô một nháy kép, chúng ta đưa một cái đoạn code của HTML vô đây. Thầy dùng thẻ H1 xịt H1 và đây là nội dung của chúng ta. Nếu bạn muốn thì bạn ghi giống ở đây FPT Polytechnic, còn không thì chúng ta muốn ghi gì cũng được, FPT Polytechnic. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài số 2 của lớp 1. Đây là bài 2 của lớp 1. Và chúng ta sẽ chọn chạy run, chọn run at, run on server, và kết quả của chúng ta ở đây. Click chuột phải, chọn run, run on server, chọn cái server tam kết mà chúng ta muốn nó chạy. Nếu như trong máy của bạn mà chỉ có một server thì các bạn không cần chuyển đổi gì cả, các bạn chọn là unread view cái server đó, chọn finish. Lần đầu nó build dự án thì nó hơi lâu tí xíu. Rồi khi các bạn tạo xong, nó đang lỗi chỗ này, bạn đang có một chút vấn đề về cái annotation. Chú ý khi các bạn code, các bạn rất hay quên chỗ này, code rất là hay quên. Ở trong cái class của chúng ta, các bạn muốn mà nó chạy được thì chỗ này các bạn sẽ chọn a cộng web servlet chỗ này giúp thầy.
và các bạn sẽ thiết lập cái thông tin Serverless vào đây. Thông tin Serverless vào đây. Ở trong bài người ta chú ý chỗ này nè, nhưng mà đôi khi các bạn lại quên. Đó, thì lúc nãy là cố tình để cho các bạn thấy là nếu như không có cái annotation web Serverless là không được. Chúng ta chọn là policy.hello.php. Và tại sao chúng ta phải gõ cái chữ này tại thời điểm này, các bạn chấp nhận. Đến những bài sau thì chúng ta sẽ gõ chính xác nó là cái gì và tại sao chúng ta phải gõ như vậy. Rồi, chúng ta chọn là policy.hello.php. Hello.php. Rồi, chúng ta đã có được cái bài lab 1, bài 2. Chúng ta đã chuyển được thông tin lên trên frontend. Đi thế nào? Đó là lab 1, bài 2. Khá là đơn giản. Chúng ta chỉ viết một đoạn code nhỏ như này. Nhớ annotation của nó. Và chúng ta dùng report get write print. Nếu như mà ở trong Java 2.3 thì chúng ta làm gì? System.out.print. Còn ở đây là report.getWrite.print.